chồng luôn. Cái này ngày mùng 3 Tết nè, mùng 3 Tết là thứ năm là gì vậy? Gian gian, nó cũng gian gian nè. Hỏi anh tốn hết 40.000 rồi đó. Chưa gì thấy hết 40 rồi đó. 10.000 không đáng là bao. Mua và một bé mất tiêu. Cũng phải ra cành nó xí muội. Trời ơi đó, 50. Trời ơi, mua 65 nó sổ 64 kìa. Bởi mém trúng chưa bà? Bảy chục ngàn, 70k ra đi rồi, không có chút cho mọi người. Nên mọi người được có mộng là em sẽ chia cho mọi người bao nhiêu đó. Xui rồi. Nhưng đôi với tôi cô ấy là suy nhớ. Đối với anh cô ấy có thể là nhưng đôi với tôi là mặt trời. Mặt trời trong tim tôi. Mặt trời trong tim tôi. Hãy subscribe.